Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm thử món bánh rán Doraemon. Hôm nay mình sẽ làm món mì cay. Hôm nay mình sẽ làm thử món sữa Milo chiên giòn nha mấy bạn. Hôm nay mình sẽ làm thử món bánh mì nướng muối ớt nha mấy bạn. Hôm nay mình quyết định làm thử món bánh hamburger nha mấy bạn. Hôm nay mình sẽ làm món bánh lăn. Rồi hôm nay mình sẽ làm món kimbap nha mấy bạn. Hôm nay mình sẽ làm món gà chiza của KFC nha mấy bạn. Hôm nay mình sẽ làm món bánh cá taiyaki nha. Hôm nay mình sẽ làm món khoai tây lóc xoáy lắc phô mai và lắc xí muội nha. Hôm nay mình sẽ làm món bánh bạch tuộc. Hôm nay mình sẽ làm món trái cây gạo đường. Hôm nay mình sẽ làm thử cái món mì ramen. Hôm nay mình sẽ làm cái món mà có rất là nhiều bạn yêu cầu làm, đó là món pizza mì gói. Rồi hôm nay mình sẽ dắt mấy thằng cu vô siêu thị để thử thách luôn nha bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip là chơi máy bay trực thăng điều khiển từ xa nha. Hôm nay mình sẽ làm món mà nhiều bạn rất là nhiều bạn yêu cầu nha. Hôm nay mình sẽ làm video là trò chơi đá heo nha bạn. Hôm nay mình sẽ review cái chiếc cano 950k mà mình mua hồi bữa đi Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ làm slam nha bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video là ngoài trời nha mấy bạn. Nên hôm nay mình sẽ quay thử thách là ăn mì cay. Hôm nay mình sẽ làm một video là thử thách. Hôm nay mình sẽ làm video là ăn thử thịt trâu gác bếp của hôm nay mình sẽ làm thử thách 24 giờ. Hôm nay mình sẽ review chơi thử hôm nay có cô Hành nó xuống chân. Hôm nay mình sẽ làm thử thách là 16 giờ trong siêu thị Aeon Nhật Bản nha bạn. Hôm nay mình sẽ review. Hôm nay mình sẽ làm một video. Hôm nay mình sẽ làm video là làm nhà tinh cây nha bạn. Hôm nay kênh của mình là 600k subscribe. Hôm nay mình sẽ làm video là hôm nay mình sẽ làm một clip ăn thử cái con cua. Hôm nay mình sẽ review và chơi thử cái máy gắp mini. Hôm nay mình sẽ review mấy con chó con của mình. Hôm nay mình vừa mới mua một cái máy hàng luôn đó các bạn. Hôm nay mình tiểu hồi thằng Tom với làng Tú xuống đây chơi. Hôm nay của mình là sẽ là một video thử nghiệm tiếp nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video là thử làm nhà bằng phao. Hôm nay mình sẽ làm thử hết 24 giờ. Video hôm nay của mình sẽ là một video thử nghiệm nha bạn. Video hôm nay của mình sẽ làm về hộp sinh tồn 100k nữa bạn. Video hôm nay của mình sẽ là thử tắm dưới cái hầm ngập nước dưới lòng đất nha mấy bạn. Video hôm nay của mình là sẽ chơi thử. Video hôm nay của mình sẽ review cái con cano mình mới vừa mua luôn. Video hôm nay mình sẽ làm một chiếc thuyền. Hôm nay mình sẽ làm video thử nghiệm. Hôm nay mình sẽ làm một video đó chính là làm nhà bằng sắt. Hôm nay mình mới vừa mua về cái thuyền phao. Hôm nay mình sẽ làm một video là thử xăm mình nha. Hôm nay mình lướt tên Shopee. Hôm nay kênh của mình đã đạt mốc được 1 triệu subscribe. Hôm nay mình vừa mới nhận được một đơn hàng từ Shopee. Hôm nay là chủ nhật. Hôm nay mình sẽ làm món bánh tráng nướng khổng lồ nha. Hôm nay mình vừa mới nhận được một đơn hàng từ Shopee gửi về. Hôm nay là chủ nhật. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review hai cái tủ lạnh nhỏ xíu luôn. Hôm nay mình vừa mới nhận được một cái móc khóa. Hôm nay mình mới vừa mượn được một cái con xe điện. Hôm nay mình sẽ làm thử thách 24 giờ. Hôm nay mình sẽ review một chiếc máy bay điều khiển từ xa rất là lớn đó các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video theo yêu cầu của rất là nhiều bạn. Hôm nay mình có mua một con điện thoại rất là nhỏ đó các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục là giới thiệu cái bộ sưu tập bật lửa của mình nha các bạn. Hôm nay của mình sẽ là thử thách sinh tồn. Hôm nay mình sẽ làm một video. Hôm nay mình sẽ review cái bộ dụng cụ sơ cấp cứu 18 trong một chiếc hộp nha các bạn, 18 món đồ. Hôm nay mình sẽ làm một clip mà có là khá là nhiều bạn yêu cầu làm, đó chính là hôm nay mình sẽ làm một video là mình mua. Hôm nay mình sẽ làm clip đua xe nha bạn. Hôm nay mình đi ăn đám hỏi xa nha bạn. Hôm nay mình quyết định sẽ đi mua một con tôm hùm Alaska khoảng chừng ký 2 ký 3 gì đó. Hôm nay là mình sẽ làm một cách mà có rất là nhiều bạn yêu cầu làm.